Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống Iran đã đi đến hồi kết với chiến thắng thuộc về ông Hassan Rouhani, giáo sĩ 64 tuổi theo đường lối ôn hòa, với 50,68% số phiếu bầu. Được đánh giá là sự chiến thắng của chủ nghĩa ôn hòa trước chủ nghĩa cực đoan, ông Rouhani được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cải cách cho đất nước, giúp Iran giải quyết những khủng hoảng hiện nay và củng cố tiếng nói trên trường quốc tế. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy 72,7% trong số 50,5 triệu cử tri Iran đủ tư cách đã đi bỏ phiếu, và ông Rouhani giành được 18,6 triệu phiếu bầu, tương đương 50,68% tổng số phiếu. Đứng thứ hai là thị trưởng Tehran Mohammad Bakir Khalibaf với 6,07 triệu phiếu, tương đương 16,55%, và vị trí thứ ba thuộc về nhà đàm phán hạt nhân Saeed Jalili với 4,16 triệu phiếu, tức 11,35%. Trước đó, Iran đã phải kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 5 giờ, đến 23 giờ ngày 14 tháng 6 giờ địa phương, do có nhiều cử tri tham gia bỏ phiếu. Đại diện cho giới trẻ và những ai đã bầu cho ông Rouhani, tôi chân thành chúc mừng ông ấy. Hy vọng rằng ông Rouhani sẽ thực hiện đầy đủ những cam kết đã đưa ra, phục hồi lại nền kinh tế và tạo mối quan hệ tốt đẹp với quốc tế. Tôi rất vui lòng vì ông Rouhani đã thắng cử. Như thế, ông ấy sẽ liên kết với ông Aref để tiến hành cải cách sâu rộng đất nước. Tuy toàn bộ 6 ứng cử viên đều bị cho là bảo thủ, nhưng ông Rouhani, một giáo sĩ 64 tuổi, thường được mô tả là ôn hòa hơn cả. Ông đã giữ một số vị trí tại Quốc hội và cũng từng đóng vai trò trưởng đoàn đàm phán về hạt nhân. Ông Rouhani đã có liên hệ sâu rộng với phe cải cách trong những ngày gần đây. Sự ủng hộ dành cho ông Rouhani tăng lên sau khi Mohammad Reza Aref, ứng viên theo cải cách duy nhất trong cuộc bầu cử, tuyên bố ngừng tham gia theo lời khuyên của cựu tổng thống Mohammad Khatami. Ông Rouhani được hai cựu tổng thống là Khatami và Akbar Hashimi Rafsanjani ủng hộ. Ngay sau khi có kết quả chính thức, dân chúng Iran đã kéo tới quảng trường Valiaser ở trung tâm thủ đô Tehran để thể hiện sự ủng hộ với ông Rouhani. Sau 8 năm dưới sự lãnh đạo của một vị tổng thống theo đường lối cứng rắn, chiến thắng của một giáo sĩ ôn hòa theo đường lối cải cách được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi cho đất nước. Lãnh đạo các nước và cộng đồng quốc tế cũng đã gửi lời chúc mừng tới tổng thống vừa đắc cử của Iran. Trong tuyên bố đầu tiên sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, ngày 15 tháng 6, tổng thống đắc cử Iran Hassan Rouhani cho biết việc ông đắc cử là chiến thắng của chủ nghĩa ôn hòa trước chủ nghĩa cực đoan, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đối xử với Iran bằng sự tôn trọng và công nhận các quyền của nước này nếu muốn nhận được phản hồi thích hợp. Rõ ràng, những người chiến thắng trong cuộc bầu cử này là đất nước Iran. Đây là một bước tiến quan trọng và mạnh mẽ đối với lợi ích dân tộc, dựa trên cơ sở của ôn hòa, cải cách và hợp lý. Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và các cường quốc sẽ có thể mở rộng quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và thiết lập nền hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới và trong khu vực. Đại giáo chủ Ali Khamenei đã chúc mừng chiến thắng của ông Rouhani, đồng thời hối thúc mọi người trợ giúp tổng thống đắc cử cùng đồng sự trong chính phủ. Sau khi ông Rouhani đắc cử tổng thống Iran, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã gửi lời chúc mừng nồng ấm tới ông Rouhani, đồng thời hối thúc Tehran có vai trò xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Cùng ngày, Đức, Pháp và Liên minh châu cũng đã bày tỏ hy vọng chính phủ mới ở Iran sẽ thực thi ý nguyện của người dân và đưa ra những lựa chọn mang tính trách nhiệm nhằm tạo ra một tương lai tốt hơn cho mọi người dân nước này. Thay vì có các phản ứng lạc quan, các đồng minh và cả kẻ thù của Iran đều tỏ ra hoài nghi việc tổng thống mới đắc cử của nước này có thể hàn gắn những rạn nứt sâu sắc giữa Iran và phương Tây. Washington cho biết họ đã sẵn sàng hợp tác cùng Iran để đạt tới một giải pháp ngoại giao cho chương trình hạt nhân mà nước Cộng hòa Hồi giáo này đang theo đuổi, và hy vọng chính quyền Iran sẽ quan tâm tới ý nguyện của người dân và đưa ra các lựa chọn đáng tin cậy để đem lại một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể nhân dân Iran. Trong khi đó, Israel tỏ thái độ lạnh nhạt hơn đối với kết quả cuộc bầu cử khi cho rằng việc một nhân vật ôn hòa đắc cử tổng thống đơn thuần chỉ là một biện pháp giúp Tehran câu giờ và có thêm điều kiện để đẩy nhanh chương trình hạt nhân. Kết quả cuộc bầu cử Iran cũng gây nhiều sự chú ý trong thế giới Ả Rập, nơi cuộc xung đột giữa hai dòng Hồi giáo Sunni và Shia ngày càng căng thẳng, nhất là tại Syria, trong bối cảnh Iran đang tích cực ủng hộ chính quyền chống lại quân nổi dậy với hầu hết là người Hồi giáo Sunni. Các nhà hoạt động xã hội đối lập tại Syria cho rằng không có nhiều hy vọng về sự thay đổi dưới chế độ Rouhani. Bình luận về kết quả kiểm phiếu của bầu cử Tổng thống Iran, tờ Điện Tín của Anh cho rằng, mặc dù đơn thương độc mã giữa các ứng cử viên theo đường lối bảo thủ cứng rắn, nhưng ông Hassan Rouhani, người duy nhất ủng hộ cải cách và có quan điểm ôn hòa, vẫn thể hiện ưu thế vượt trội.
Thực tế này cho thấy cử tri Iran đã đặt niềm tin vào một nhân vật ôn hòa, ủng hộ cải cách để vực dậy nền kinh tế đang lâm vào suy thoái, cải thiện đời sống người dân và hội nhập hơn với bên ngoài. Giới phân tích cho rằng đây là kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm dành riêng cho ông Rouhani, phản ánh sự khao khát của người dân Iran muốn thoát khỏi tình thế bị cô lập hiện nay. Rõ ràng người dân Iran muốn thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng nhiều hơn với phương Tây. Trên thực tế, kết quả kiểm phiếu không gây nhiều bất ngờ. Trước đó, dư luận cho rằng những vấn đề liên quan tới tình trạng suy thoái của nền kinh tế và sự khó khăn trong cuộc sống người dân sẽ chi phối cuộc bầu cử này. Kết quả thăm dò dư luận cũng cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Rouhani đã tăng đột biến ngay trước thềm bầu cử. Phe cải cách đã tập trung sự ủng hộ cho ông sau khi ứng viên Mohammad Reza Aref cũng theo đường lối ôn hòa rút lui. Dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, Iran đã có 8 năm ở vào thế đối đầu với phương Tây. Những lệnh cấm vận đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế này. Ông Rouhani từng kêu gọi áp dụng tiếp cận đa dạng trong đàm phán với phương Tây, đặc biệt là về chương trình hạt nhân vốn gây nhiều tranh cãi. Như vậy, chiến thắng của ông Rouhani cũng là chiến thắng của phe ủng hộ cải cách và ôn hòa, những người từng xuống đường biểu tình phản đối sau khi ông Ahmadinejad tái cử vào năm 2019. Cuộc bầu cử hôm 14 tháng 6 rõ ràng đã phản ánh tâm trạng thất vọng ngày càng tăng của người dân Iran về tình thế bị cô lập của quốc gia Hồi giáo này trên trường quốc tế. Mặc dù còn quá sớm để nói về những thay đổi căn bản trong chính sách đối ngoại, nhưng thực tế buộc Iran phải tính đến phương án cải cách để vực dậy nền kinh tế ốm yếu, cải thiện đời sống cho người dân. Phát biểu khi tham gia bỏ phiếu, Đại giáo chủ Ali Khamenei còn cảnh báo rằng Mỹ sẽ sớm xuống địa ngục, dư luận tỏ ra hoài nghi về thực quyền của Tổng thống Iran, người có vai trò như một thủ tướng ở phương Tây. Bên cạnh Tổng thống Iran còn có Đại giáo chủ. Vì vậy, khó có thể thay đổi chính sách hạt nhân của Iran, nhất là khi nó được coi là công cụ tăng cường ảnh hưởng và bảo vệ lợi ích của đất nước Cộng hòa Hồi giáo ở Trung Đông. Đại giáo chủ Khamenei là người nắm quyền quyết định trong quá trình hoạch định cũng như triển khai chính sách hạt nhân. Nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Glasgow, ông Rouhani từng đảm nhiệm chức vụ trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran vào năm 2003. Sau những cuộc đàm phán với phương Tây, ông trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, theo nhận định của Rasul Nafisi, một chuyên gia phân tích tình hình Iran thuộc Đại học Trier, Mỹ, ông Rouhani không hoàn toàn là người có quan điểm hướng ngoại và việc bầu cho ông này không phản ánh sự yếu kém của hệ thống chính trị. Điểm cốt lõi của chế độ chính trị hiện nay ở Iran là bất cứ gương mặt nào lên nắm quyền cũng không thể xoay chuyển mọi việc. Như vậy, tân tổng thống chỉ có thể triển khai những kế hoạch cải cách về kinh tế vốn bị đình trệ bấy lâu nay để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khó khăn. Hôm nay có thể là một ngày cuối tuần đầy ánh sáng hy vọng đối với hàng triệu cử tri Iran đã bỏ phiếu chọn ra tân Tổng thống Rouhani. Nhưng với những tranh cãi còn chưa chấm dứt về chương trình hạt nhân Tehran thì những ngày sắp tới của họ vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 16 tháng 6 cũng là dịp thế giới kỷ niệm 50 năm ngày chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ do nữ phi hành gia thực hiện, bà Valentina Tereshkova. Kể từ đó, nhiều nữ phi hành gia khác đã lần lượt sánh vai các đồng nghiệp nam tiến vào không gian. Nhân sự kiện này, Ủy ban Liên Hợp Quốc về sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình đã dành những giờ làm việc đầu tiên để kỷ niệm chuyến bay lịch sử của bà tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở thủ đô Viên, Áo. Tại buổi lễ kỷ niệm sự kiện ý nghĩa này, các nữ phi hành gia đến từ Trung Quốc, Mỹ, Canada và Nhật Bản đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với bà Tereshkova, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm thú vị khi bay vào vũ trụ. Lưu Dương, nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc bay vào vũ trụ trên con tàu Thần Châu 9, đã chia sẻ cảm xúc và công cuộc chinh phục vũ trụ của phái đẹp. Bà Tereshkova đã trở thành một biểu tượng, là nguồn động lực cho các chị em. Hiện phụ nữ chưa có cơ hội tham gia nhiều các chuyến bay vào vũ trụ, nhưng các bạn biết đấy, tàu Thần Châu 10 vừa đưa một phụ nữ vào vũ trụ, nên tôi hy vọng ngày càng có nhiều phụ nữ được tham gia vào lĩnh vực này. Ba nữ phi hành gia khác là Janet Cavandi đến từ Mỹ, Roberta Bonda người Canada và Chiaki Mukai đến từ Nhật Bản cũng chia sẻ những câu chuyện của mình và đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi mà ngày càng có nhiều phụ nữ có cơ hội được bay vào không gian. Và lời khuyên hãy làm những gì bạn muốn của các nữ anh hùng thật ý nghĩa. Điều này có nghĩa là bạn hãy luôn cố gắng để theo đuổi giấc mơ của mình, không phân biệt giới tính. Tại Nga, Điện Kremlin cho biết, hoạt động vinh danh nữ phi công vũ trụ đầu tiên đã được tổ chức vào ngày hôm nay tại thành phố quê hương của bà là Yaroslav, với tâm điểm là cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hai năm sau khi nhà du hành đầu tiên Yuri Gagarin bay vào vũ trụ, Valentina Tereshkova, người phụ nữ Nga đầu tiên đã chinh phục không gian trên con tàu Phương Đông 6 vào ngày 16 tháng 6 năm 1963. Cho đến nay, bà vẫn là nữ phi công duy nhất trên thế giới một mình thực hiện chuyến bay vào vũ trụ. Trong chuyến bay kéo dài 3 ngày, Valentina Tereshkova đã bay quanh trái đất 48 vòng, liên lạc trong không gian với con tàu vũ trụ khác là Phương Đông 5 và thực hiện nhiều thử nghiệm theo yêu cầu của tổng công trình sư thiết kế tàu vũ trụ Korolev. Sau sứ mệnh thành công này, nữ phi hành gia Tereshkova tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho nhà nước. Sau đó bà được phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng Liên Xô và nhận nhiều giải thưởng có giá trị khác. Hiện tại bà là một thành viên trong đảng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người Nga dùng tên bà để đặt cho nhiều đường phố tại Nga, một hố trên mặt trăng và một hành tinh nhỏ. Mới đây, Tereshkova đã tiết lộ một bí mật trong chuyến bay của bà. Trong quá trình phi thuyền trở về trái đất, một sự cố kỹ thuật khiến thảm họa suýt xảy ra. Khi tàu chạm đất, Sergei Korolev, người sáng lập chương trình vũ trụ của Liên Xô, đã đón bà. Ông yêu cầu bà không tiết lộ sự cố đó. Vì thế tôi đã giữ bí mật này hơn 30 năm. Tình yêu bầu trời của bà vẫn còn cháy bỏng. Năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng bà Tereshkova vẫn mơ ước một ngày nào đó sẽ được bay lên sao hỏa. Trong những năm qua, công cuộc chinh phục vũ trụ của phái đẹp ngày càng có những bước tiến dài. Theo Space.com, tính đến nay trong tổng số 534 con người từng bay vào vũ trụ, có 57 người là phụ nữ. Không chỉ giới hạn ở những quốc gia phát triển như Mỹ, Nga, Canada, sự thâm nhập của nữ giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ ngày càng có xu hướng lan rộng sang nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tính chung cho đến nay, không gian vũ trụ xa thẳm đã ghi dấu hiện diện của hơn 50 phụ nữ từ những quốc gia khác nhau, nhiều nhất là những người phụ nữ Mỹ. Còn những bước đi đầu tiên, những kỷ lục và khám phá mới đều là công lao của các nữ phi hành gia Xô Viết và Nga. Kể từ sau người tiên phong Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên bay lên vũ trụ vào năm 1963, nhiều nữ phi hành gia khác đã lần lượt sánh vai các đồng nghiệp nam tiến vào không gian. Mất 20 năm sau chuyến bay của Tereshkova, Sally Ride mới trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên có mặt trên vũ trụ. Nhưng kể từ đó, có hơn 40 phụ nữ đã bay vào vũ trụ với tư cách là nhà du hành NASA. NASA hiện có 12 nhà du hành nữ đang làm việc. Họ xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau. Có người là phi hành gia chuyên nghiệp như Svetlana Savitskaya, người phụ nữ đầu tiên đi bộ trong không gian. Có người chỉ là một giáo viên như nữ phi hành gia người Mỹ Christina McAuliffe hay nữ bác sĩ Mae Jemison, cũng là nữ phi hành gia da màu gốc Phi đầu tiên ghi danh trên vũ trụ. Tuy có xuất phát điểm khác nhau, nhưng họ đều chung niềm đam mê với sứ mệnh chinh phục không gian, sở hữu nhiều tố chất như dẻo dai, quả cảm, sự khéo léo, khả năng tư duy và trực giác tốt. Với những lợi thế đó, các nữ phi hành gia đã chứng tỏ được khả năng của mình và tạo được nhiều kỷ lục không hề thua kém gì nam giới. Ngoài việc là người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, Valentina Tereshkova còn khiến nhiều đồng nghiệp nam phải nể phục với thành tích bay quanh trái đất 48 vòng trong 3 ngày liền. Số lần bay quanh trái đất của bà nhiều hơn tổng số lần của các nhà du hành vũ trụ Mỹ tính đến thời điểm đó. Tôi thấy rất vui vì con tàu Thần Châu 10 lại đưa thêm một phụ nữ nữa bay vào vũ trụ, chỉ cách ngày mà tôi đã bay vào vũ trụ cách đây 50 năm vài ngày. Đây là một biểu tượng cho thấy không gian vũ trụ trở thành một thách thức chung đối với loài người, chứ không chỉ dành riêng cho phái mạnh. Quả đúng như vậy, trong khi nhiều phi hành gia là nam giới ở xứ Kim Chi còn chưa có cơ hội đặt chân vào vũ trụ, thì tháng 4 năm 2008, Isoyon, một nữ chuyên gia trong lĩnh vực sinh học, vật lý và kỹ thuật điện tử đã trở thành phi hành gia đầu tiên của Hàn Quốc thực hiện sứ mệnh chinh phục không gian. Trong suốt thời gian trên trạm ISS, Isoyon đã thực hiện 18 chuyến nghiên cứu khoa học liên quan đến quá trình tăng trưởng, đột biến của cây trồng trong không gian, tác động của môi trường không gian lên tim, các giải pháp giảm tiếng ồn trên trạm ISS. Không chỉ xuất hiện với vai trò của các chuyên gia, nhiều nữ phi hành gia còn đảm nhiệm những vị trí quan trọng như sĩ quan chỉ huy tàu vũ trụ Discovery Eileen Collins, phi công trưởng tàu con thoi Patsy Wilson. 2013 là một năm quan trọng đối với những người phụ nữ từng bay vào vũ trụ. Sally Ride, người phụ nữ Mỹ đầu tiên có mặt trên vũ trụ, đã qua đời vì bệnh ung thư tuyến tụy vào năm ngoái, sẽ được Tổng thống Barack Obama truy tặng huân chương tự do danh giá vào cuối năm nay. Cơ quan vũ trụ Trung Quốc đã gửi thành công người phụ nữ thứ hai của nước này, Vương Á Bình, bay lên vũ trụ hồi đầu tuần này. Và nhà du hành nữ của NASA, Karen Nibus, hiện đang làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế. Những cuộc chinh phục vũ trụ thành công của 57 người phụ nữ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng tỏ với phái đẹp chẳng có gì là không thể.
Câu chuyện về những người phụ nữ ghi tên mình trên vũ trụ đã khép lại Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Chúc quý vị một buổi tối Chủ nhật vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.